Những con giáp nào may mắn nhất trong năm Tân Sửu 2021? Bước sang năm Tân Sửu 2021, không ít con giáp phải đối mặt với khó khăn, tài vận kém, công việc không hanh thông. Thế nhưng, lại có các con giáp được thần tài chiếu cố, quý nhân giúp đỡ nên liên tục rước tài lộc về nhà. Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp may mắn nhất đó hay không nhé. Tuổi Tý. Trong năm Tân Sửu 2021, chuyện làm ăn, sự nghiệp của người tuổi Tý khá thuận lợi, có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Công việc dù có khó khăn bước đầu nhưng về sau vẫn đạt kết quả tốt. Bản mệnh có thể được cất nhắc vị trí công việc tốt hơn hoặc làm quản lý, lãnh đạo, đứng trên nhiều người, được nhiều người ngưỡng mộ. Công việc có nhiều đột phá thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài. Nếu muốn phát tài bất ngờ nhờ công việc tay trái, bạn có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Người tuổi Tý có quý nhân là nữ giới trợ lực, ví dụ làm mai mối, giới thiệu đối tượng, trường bối xe duyên, khiến cho đường tình duyên có những bước chuyển biến tích cực, có không ít cơ hội đón hỷ sự trong năm. Các tháng may mắn của người tuổi Tý. Tháng Giêng, được lãnh đạo coi trọng, nên thể hiện bản thân thật tốt. Tháng 2 âm lịch, nhân duyên khác giới vượng, được trưởng bối giới thiệu, làm mai mối. Tháng 3 âm lịch, có lợi cho ngành bất động sản, hợp tác làm ăn chính thống. Đào hoa nữ giới cực vượng, nhân duyên tốt đẹp. Tháng 4 âm lịch, nâng cao năng lực cá nhân, được quý nhân nâng đỡ. Có nhiều cơ hội kiếm tiền. Nam giới vượng đào hoa, nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen người khác giới. Tháng 7, 8 âm lịch, các hạng mục liên quan đến tài chính hoặc kim khí phát triển tốt. Tháng 11 và 12 âm lịch, có quý nhân phù trợ, năng lực bản thân được khẳng định. Có lợi cho việc đề xuất tăng lương, tăng phúc lợi, hợp tác chính thống. Gặp gỡ nhiều đối tượng ưng ý, có thể tính chuyện trăm năm. Tuổi Sửu. Năm Tân Sửu, tuổi Sửu cũng là tinh tú chủ về nguồn tài lộc. Với những ai mệnh lý có tài tinh, hứa hẹn một năm vượng tài, làm ăn tấn tới, có bước đột phá cực lớn. Vì phải đối mặt và xử lý với rất nhiều khó khăn, điều phiền phức tuổi Sửu nảy sinh tâm lý tiêu cực, nhất là người độc thân, càng sống thu mình, ít chia sẻ, cảm xúc không được phát tiết ra bên ngoài nên càng u uất bực dọc. Đó chính là nguồn cơn đau ốm, bệnh tật. Theo đó, trong năm tuổi Sửu nên dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Đừng để bản thân quá căng thẳng và áp lực mà ngã bệnh lúc nào không hay. Ngoài ra, chú ý vấn đề đi lại và an toàn trong lao động, để phòng tai nạn bất ngờ ập tới do thái tuế lúc nào cũng rình rập. Đặc biệt, nếu có kế hoạch sinh con năm 2021, đương số hết sức cẩn thận, để phòng bất trắc. Mặc dù vậy, trong năm Tân Sửu 2021, tuổi Sửu vẫn có những tháng may mắn trên một số phương diện. Các tháng may mắn của người tuổi Sửu. Tháng Giêng, quan hệ với cấp trên hài hòa, có cơ hội được đề bạt, cất nhắc. Tháng 4 âm lịch, quý nhân chỉ đường dẫn lối, có cơ hội, nhắm tới vị trí mơ ước. Có quý nhân phù trợ, các ngành liên quan đến kỹ thuật, điện lực, kinh doanh nói chung dễ phát tài. Tháng 8 âm lịch, tháng lâm cục diện ám hợp kim cục, lại gặp ấn tinh khắc thực thần, sự nghiệp có cơ hội thăng tiến. Tháng 11 âm lịch, thiên tài vượng, lợi cho các hạng mục kinh doanh hay đầu tư liên quan đến ẩm thực, ăn uống, dịch vụ. Tháng 12 âm lịch, tốt cho những ai làm trong lĩnh vực thiết kế, tổ chức sự kiện, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thu nhập tăng lên đột biến. Tuổi Dần. Tuổi Dần trong năm Tân Sửu 2021 có sự khởi sắc hơn về phương diện tài lộc nhưng hiếm xuất hiện tình huống mang tính đột phá bất ngờ. Muốn có được điều đó, đòi hỏi bạn phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần so với người khác. Trong năm đào hoa vượng, tạo ra không ít nhân duyên tốt, thúc đẩy các mối quan hệ xã giao. Vì mở rộng vòng tròn giao thiệp mà tuổi Dần kết thân với người tài giỏi. Nhờ thế mà dễ dàng tìm thấy mối làm ăn tốt, gián tiếp tăng thu nhập ngoài luồng. Các cát tinh mang với vận đào hoa khởi sắc, tốt cho những ai còn độc thân trên hành trình tìm kiếm nửa kia của mình. Nhìn chung, tình cảm thắm sắc, có thể tiến tới hôn nhân hạnh phúc. Các cặp vợ chồng có tình cảm khá ổn định, song cần phải chú ý giữ khoảng cách với người khác giới, nếu không dễ vướng rắc rối ngoài dự tính. Các tháng may mắn của người tuổi Dần. Tháng Giêng, có cơ hội thăng tiến nhưng thành công không đến dễ dàng. Lợi cho hợp tác làm ăn ngầm, đặc biệt là hạng mục liên quan bất động sản, lâm nghiệp.
Tháng 9 âm lịch công việc tốt, nhân duyên cát lành, mưu đại sự dễ thành. Đầu tư dự án liên quan đất đai, điền sản, có hoạnh tài bất ngờ. Tháng 10 âm lịch quý nhân phù trợ, công việc suôn sẻ, thăng tiến không ngừng. Đào hoa ở nam mệnh vượng hơn nữ mệnh, có thể được quý nhân mai mối. Tháng 12 âm lịch có lợi cho việc ký kết hợp đồng, triển khai dự án mới, quan hệ xã giao hữu hảo. Có nhiều dấu hiệu hẹn hò, tìm cảm lứa đôi, thăng hạng, gia đạo hài hòa. Tuổi Mão. Tuổi Mão trong năm Tân Sửu 2021 có rất nhiều cơ hội tìm kiếm nửa kia cho mình. Tuy nhiên, nhân duyên tốt lành không tự tìm đến mà đòi hỏi đương số phải chủ động tìm kiếm. Với những ai đã có đôi có cặp, năm mới tình yêu thăng hoa, có thể tính chuyện kết hôn vào nửa cuối năm. Nửa đầu năm là thời điểm hai người cùng vượt qua thử thách để thêm hiểu về nhau. Với những ai đã lập gia đình thì tình cảm vợ chồng khá hài hòa, gia đạo nhìn chung yên ấm, có thể đón tin vui về chuyện con cái. Nguồn thu nhập phụ có tăng do có thiên tài hỗ trợ. Tuy nhiên, nó được đánh đổi bằng nhiều mồ hôi, công sức hơn, đòi hỏi đương số cần sắp xếp thời gian hợp lý mới có thể chu toàn mọi việc. Các tháng may mắn của người tuổi Mão. Tháng 3 âm lịch, lợi cho chính tài, có quý nhân phù trợ, người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương vào cuối tháng hoặc nhận được khoản trợ cấp nào đó. Người làm tư, làm chủ thì kinh doanh phát đạt, buôn may bán đắt. Tháng 6 âm lịch, hợp tác thuận lợi, đầu tư có lời. Lợi cho thiên tài, hạng mục bất động sản sinh lời, tuy nhiên áp lực rất lớn. Tháng 7 âm lịch, quan hệ tốt với lãnh đạo, được đề bạt thăng tiến. Tháng 9 âm lịch, hợp tác thành công, đạt thành tích cao, mưu sự dễ thành. Chính tài vượng, tốt cho các dự án về tài chính và bất động sản. Tháng 10 âm lịch quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi, khả năng thăng chức cao. Được quý nhân giúp sức, kinh doanh các ngành về ẩm thực, ăn uống, nước giải khát tăng mạnh về doanh thu. Có điều cần làm ăn chân chính, kẻo tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật. Tuổi Thìn. Năm 2021 sẽ là một năm sung túc và viên mãn về mặt tài chính đối với những ai tuổi Thìn. Bạn có thể thỏa thích mua sắm những món đồ, vật dụng mình mơ ước với số tiền mà bản thân kiếm được trong thời gian tới. Vào cuối thu, bạn có thể nhận được những lời mời gọi đầu tư, làm ăn, hoặc một cơ hội thay đổi công việc tốt hơn. Hãy mạnh dạn đón nhận bất cứ sự thay đổi nào đến với mình, bạn sẽ đạt được kết quả mỹ mãn hơn cả mong đợi đó. Tuy nhiên, trong năm Tân Sửu chịu ảnh hưởng lớn từ sao Thái Tuế, do vậy công việc bất thuận, làm ăn khó khăn, bị tiểu nhân quấy phá, mâu thuẫn với đồng nghiệp và cấp trên. Theo đó, tinh thần bất ổn, liên tiếp phạm sai lầm khiến tiền bạc tiêu tán, uy tín giảm sút. May mắn là trong năm có thiên đức cát tinh hỗ trợ, đương số vẫn gặp được quý nhân phù trợ, được trải nghiệm nơi cao sang để mở rộng tầm mắt. Tuổi Thìn cần chủ động nắm bắt cơ hội hiếm có này để có thể lội ngược dòng thành công. Các tháng may mắn của người tuổi Thìn. Tháng 3 âm lịch, lợi cho các hạng mục liên quan đến ẩm thực, ăn uống, thủy điện. Có hoạnh tài bất ngờ, có lộc trời ban. Tháng 4 âm lịch, đào hoa có dấu hiệu khởi vượng, có người quan tâm chăm sóc, bất luận là nam hay nữ mạng đều có cơ hội tìm thấy người phù hợp. Tháng 7 âm lịch, nhờ lục hợp quý nhân tương trợ, lại có ấn tinh tương hỗ, vận quý nhân vượng, có người đỡ đầu quyền lực, hợp tác làm ăn trôi chảy, nhân duyên tốt, mưu sự dễ thành. Ngành liên quan tài chính, ngân hàng, kỹ thuật, kim khí, đầu tư được hưởng lợi. Tháng 8 âm lịch, có đào hoa tinh chiếu, sức lôi cuốn tự nhiên lan tỏa, được người khác giới theo đuổi. Tuy nhiên, đề phòng có tình địch. Tháng 11 âm lịch, các ngành kinh doanh ăn uống, tiếp thị, vận chuyển gặp đà phát triển rực rỡ. Gia đạo hài hòa, đón tin vui về con cái. Nam nữ độc thân nhân duyên vượng, cần chủ động hơn nữa mới tìm thấy ý chung nhân. Tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ gặp được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nên mưu sự lớn dễ thành, gặt hái thành quả rực rỡ trong năm. Đây là thời điểm lý tưởng để đương số chú trọng mở rộng phương diện ngoại giao, tăng cường giao lưu, tiếp xúc với người quyền thế, khi thời cơ đến, họ sẽ là quý nhân nâng đỡ con đường thăng quan tiến chức của bạn. Với người đã và đang muốn khởi nghiệp, bạn có động lực và tinh thần phấn đấu mạnh mẽ, không sợ thất bại, dám thử sức, nhờ vậy mà tỷ lệ thành công rất cao. Trên phương diện tài lộc, việc làm ăn kinh doanh của người tuổi Tỵ phát đạt, làm nhiều hưởng nhiều, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh. May mắn hơn, thời điểm này đào hoa nở rộ, bản mệnh có nhiều cơ hội gặp gỡ và kết thân với đối tượng ưng ý. Tình yêu nhanh chóng nảy nở, hứa hẹn đám cưới hạnh phúc.
Có điều, để đạt được điều đó, đương số cần nhắc nhở bản thân chủ động hơn nữa. Các tháng may mắn của người tuổi Tỵ. Tháng 2 âm lịch, được người quyền thế giúp đỡ, tự thân gây dựng cơ đồ, dẫu vô cùng gian nan nhưng thu về thành quả đáng ngưỡng mộ. Tháng 3 âm lịch, đào hoa vượng, tiếp cận nhiều người tốt, tiến tới tình yêu tốt đẹp. Tháng 4 âm lịch, có lợi cho hợp tác làm ăn, nhân duyên tốt, xã giao giỏi, gặp người quyền thế giúp sức, được đề bạt thăng chức. Lợi cho các lĩnh vực liên quan đến tài chính, ngân hàng, kinh doanh kim khí. Lợi nhuận thu về tăng gấp nhiều lần so với thời điểm trước. Tháng 8 âm lịch, mặc dù cạnh tranh khốc liệt, nhưng sau tất cả tuổi Tỵ sẽ giành chiến thắng. Một tháng khá vất vả nhưng thoải mái về tư tưởng và tinh thần. Hợp tác thành công, ký kết hợp đồng lớn, bỏ túi không ít lợi nhuận. Có âm phù dương trợ, gặp quý nhân mai mối, tìm được ý trung nhân. Gia đạo hài hòa, đón tin vui con cái. Tháng 12 âm lịch, sau những nỗ lực không ngừng và khát khao thăng tiến, đương số được âm phù dương trợ, được cất nhắc lên chức vụ cao hơn. Các hạng mục bất động sản sinh lời, đầu tư ngành dịch vụ, ăn uống phát tài phát lộc. Tình duyên thắm sắc có thể tiến tới hôn nhân viên mãn. Tuổi Ngọ. Năm Tân Sửu 2021, điểm sáng trong năm chủ yếu của người tuổi Ngọ nằm ở phương diện tài lộc. Khi có chính tài đương mệnh chủ về nguồn thu nhập chính tăng lên, chưa tới mức đột phá nhưng cũng đủ giúp tinh thần vững vàng trước những khó khăn dồn dập. Người làm công ăn lương vẫn có cơ hội tăng lương, người kinh doanh, buôn bán cũng đạt mức doanh thu mong đợi. Lại có tử vi đại cát tinh soi chiếu, mang tới vận quý nhân vượng, được người quyền thế giúp sức như thể tìm thấy cầu vồng sau cơn mưa. Miễn là đương số nỗ lực và kiên trì tới cùng, mưu sự cũng thành được đến 7-8 phần. Có thời điểm được nhiều cát tinh hội chiếu, nhất là tử vi đại cát tinh tuổi Ngọ nhanh chóng lấy lại tinh thần, không ngừng học hỏi và mở rộng kiến thức cũng như mối quan hệ xã giao, từ đó tìm được cơ hội mới. Các tháng may mắn của người tuổi Ngọ. Tháng Giêng, lâm cục diện bán hợp hòa cục, có quý nhân quyền thế tương trợ, lợi cho hợp tác làm ăn nhưng có điều hao tốn khá nhiều tiền bạc cho việc ngoại giao. Có quý nhân tương trợ tài vận vượng, có điều kiếm nhiều tiêu cũng nhiều, nên có kế hoạch tích lũy sớm mới giữ được tiền trong túi. Tháng 2 âm lịch, đương số gặp được người phù hợp với tiêu chuẩn, được quan tâm chăm sóc chu đáo. Tháng 6 âm lịch, lục hợp thái tuế song hành với ấn tinh, lợi cho quan lộ thăng tiến. Tuy nhiên, xác định được nhiều mà mất cũng đáng kể. Cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn khi có nhiều cơ hội tới. Có điều, cần xác định được mất, chấp nhận đánh đổi mới, có thể làm giàu. Tháng 9 âm lịch, bản mệnh và lưu nguyệt hình thành bán hợp kim cục, hợp tác làm ăn thuận lợi, được đề bạt thăng tiến. Thứ tài khởi vượng, có thêm nguồn thu nhập phụ, tuy nhiên đương số tất bật cả tháng. Lợi cho các dự án đầu tư bất động sản hoặc tài chính, ngân hàng. Tháng 10 âm lịch, quan hệ với lãnh đạo hữu hảo, được cấp trên cất nhắc, mưu sự dễ thành. Có người thầm thương trộm nhớ, gia đạo yên vui, đón hỷ tín trong nhà. Tuổi Mùi. Năm 2021 đối mặt với xung thái tuế, vận khí tuổi Mùi biến động mạnh, hung vận lất át cát vận, tâm tính đổi thay, không còn ôn hòa hay tự kiềm chế như trước mà dễ bị kích động sinh ra nóng nảy, làm liều. Điều đó khiến mọi phương diện cuộc sống đều bị chi phối ít nhiều. Công việc khó khăn hơn trước, vận quý nhân không nhiều trong khi tiểu nhân lại vượng. Đương số có một năm lắm vất vả, nhiều lo toan, tự làm tự ăn, không trông chờ vào may rủi. Thực thần thúc vượng tài khí, thúc đẩy các mối làm ăn, kinh doanh hay đầu tư sinh lời, gặp may mắn. Mệnh chủ cũng có, số hưởng, được đi tới nơi cao sang, ăn nhiều của ngon vật lạ. May mắn đương số được mang tới không ít cơ hội thể hiện cá tính và năng lực bản thân. Tuế phá khơi dậy tham vọng và sức chiến đấu mạnh mẽ, nếu biết vận dụng tốt thì vẫn có cơ hội thăng chức. Nhưng nên nhớ, cái giá phải trả cũng rất đắt, tuổi Mùi cần hạ quyết tâm cao độ và đừng ngại ngần đánh đổi. Các tháng may mắn của người tuổi Mùi. Tháng Giêng, chính đào hoa vượng, sức thu hút lan tỏa, được nhiều người để mắt tới. Gia đạo bình ổn, có thể đón tin mừng về con cái. Tháng 2 âm lịch, bán hợp mộc cục thúc vượng quan vận, ngoại giao tốt, được cấp trên nâng đỡ. Lợi cho các hạng mục hợp tác chính thống, tránh làm ăn bất chính kẻo vướng vòng lao lý. Đào hoa tuy không vượng nhưng nhân duyên khác giới tốt, gặp được người tốt, chăm sóc chu đáo, tình cảm từ đó mà nảy sinh. Tháng 5 âm lịch, lục hợp thái tuế mang quý nhân quyền thế tới, hợp tác thuận lợi, được ủy thác và tín nhiệm, có điều áp lực rất lớn. Có quý nhân quyền thế giúp đỡ, các lĩnh vực liên quan đến văn hóa, du lịch, điện lực hưởng lợi lớn.
tháng 10 âm lịch quý nhân tam hợp mở ra cơ hội thăng tiến, chỉ cần hạ quyết tâm, sự dễ thành. Thủy điện kinh doanh ăn uống có doanh thu tăng đột biến. Nam nữ mạng đều đón nhận tín hiệu tốt về tình cảm. Tháng 11 âm lịch, đào hoa rất vượng, tốt cho người độc thân. Với người đã có gia đình, đề phòng kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc. Cần giải quyết tốt áp lực về tài chính, nếu không rất dễ gặp họa chia ly. Tuổi Thân. Năm Tân Sửu 2021, tuổi Thân được Lưu Thái Tuế tương sinh, lại có thêm chính ấn nâng đỡ, vận trình tổng quan cả năm nhìn chung khá cát lành. Tuy nhiên, so với tử vi 2020 thì có phần kém sắc hơn. Cục diện tương sinh giúp công việc thêm thuận lợi dù năm Tân Sửu khối lượng việc nhiều, ép tiến độ mạnh, áp lực và căng thẳng hơn. Chính ấn giúp lộ trình thăng tiến thêm hanh thông, mang tới dấu hiệu thăng chức hoặc thay đổi vị trí công tác tốt hơn. Long Đức và Thiên Hỷ Cát Tinh cũng hỗ trợ nhân duyên tốt, vừa thúc đẩy quan hệ xã giao hữu hảo, mở ra nhiều cơ hội làm quen với người quyền thế, nâng cao khả năng cạnh tranh trên quan lộ. Đồng thời cũng thúc đẩy tình duyên khởi sắc, gia đạo yên ổn hơn trước. Các tháng may mắn của người tuổi Thân. Tháng 2 âm lịch, hợp tác thành công, uy tín và tầm ảnh hưởng lớn, được cất nhắc vị trí mới. Có hạng mục đầu tư ngầm sinh lời, được hưởng của biếu xén. Gia đạo hài hòa, có hỷ tín báo tới. Người độc thân vượng nhân duyên, tìm được người ưng ý. Tháng 3 âm lịch, bán hợp thủy cục mang tới vận quý nhân vượng, có người quyền thế giúp sức, mưu sự lớn dễ thành. Áp lực công việc lớn, nhưng làm ăn thuận lợi, tốt cho các hạng mục kinh doanh liên quan đến kỹ thuật, thiết kế, thủy điện hay ăn uống. Tháng 4 âm lịch, ngoại giao tốt, nhân duyên hữu hảo, bắt tay hợp tác thuận lợi, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Nữ mạng đào hoa vượng hơn, nhân duyên khác giới cát lành, được nhiều người để mắt tới. Tháng 6 âm lịch, sức hấp dẫn lan tỏa, không khó tìm được ý chung nhân để sớm yên bề gia thất. Tháng 10 âm lịch, sau bao nỗ lực phấn đấu không ngừng, cuối cùng đương số gặt hái thành quả cát lành, có dấu hiệu thăng chức. Tháng 11 âm lịch, buôn may bán đắt, nhất là các ngành về giao thông, ẩm thực hay các mặt hàng may mặc thời trang. Tháng 12 âm lịch, đào hoa rất vượng, tốt cho người độc thân nhưng có thể gây hại cho các cặp đôi đang yêu. Tuổi Dậu. Tử vi 2021 thấy rằng, sang năm Tân Sửu, vận thế của người tuổi Dậu hanh thông rực rỡ, mưu sự lớn nhỏ gì cũng gặt hái thành quả tốt đẹp. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh phát huy tài năng thiên bẩm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, tham vọng thăng tiến mãnh liệt. Theo đó, hiệu suất công việc tăng cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mở ra nhiều cơ hội thăng quan tiến chức. Thêm vào đó, bản mệnh rất có duyên với kinh doanh, buôn bán, đời sống vật chất nhìn chung khá sung túc, tiền hết lại có, không quá eo hẹp trong chi tiêu. Nhiều cơ hội mới xuất hiện trước mắt, quan trọng là tuổi Dậu chủ động nắm bắt và nỗ lực không ngừng. Gia đạo nhìn chung yên ổn, người độc thân dù không có sao đào hoa chiếu mệnh, nhưng nhân duyên hài hòa, mang tới nhiều cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ người ưng ý, sớm chọn được người phù hợp để yên bề gia thất. Các tháng may mắn của người tuổi Dậu. Tháng Giêng, thứ tài vượng, nhiều nguồn thu nhập phụ, cầu tài dẫu có khó khăn, vất vả nhưng thu về nặng túi. Tháng 3 âm lịch, có lục hợp quý nhân giúp phát huy khả năng lãnh đạo, dễ bề thăng tiến. Hợp tác làm ăn thuận lợi, kinh doanh phát đạt, tiền bạc chảy ầm ầm về túi. Tháng 4 âm lịch, quan tinh hợp mệnh, có quan hệ xã giao tốt, được người quyền thế giúp đỡ, củng cố vị thế bản thân. Tình duyên khoe sắc, nhân duyên khác giới cát lành, dễ dàng tìm thấy ý chung nhân. Tháng 5 âm lịch, có quý nhân giúp sức, làm ăn thuận lợi, hưởng mức hoa hồng cao, lợi cho các ngành liên quan đến dịch vụ, bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, đầu tư bất động sản. Nhiều cơ hội gặp gỡ người quyền thế, được trưởng bối mai mối. Gia đạo yên ổn, đón tin vui về con cái. Tháng 8 âm lịch, mưu sự lớn dễ thành, có âm phù dương trợ, lợi cho lộ trình thăng tiến. Tuy nhiên, áp lực rất lớn, cần chấp nhận đánh đổi. Tháng 10 âm lịch, bán hợp kim cục mang tới thành quả cát lành cho các thương vụ hợp tác làm ăn, nâng cao uy tín bản thân, được đề bạt chức vụ cao hơn. Đào hoa vượng, sức hút lan tỏa, người độc thân đón hỷ tín. Tháng 12 âm lịch, dịch vụ, đi lại, ăn uống, bất động sản, là những ngành hốt bạc dịp cuối năm cho người tuổi Dậu. Tuổi Tuất. Tuổi Tuất 2021, cục diện tương hình mang tới những rắc rối về giấy tờ, thủ tục kiện cáo pháp luật. Đương số làm ăn khó khăn hơn, công việc gặp nhiều trở ngại, để đạt kết quả tốt phải nỗ lực gấp nhiều lần so với người khác.
May mắn vẫn có Thiên Đức và Thái Âm Cát Tinh hỗ trợ, trong gian khó tuổi Tuất nhìn thấy không ít cơ hội vươn lên. Tuy nhiên, cơ hội chỉ đến với những ai chủ động nắm bắt và không ngừng nỗ lực đạt được. Nếu lười nhác, chỉ dựa vào may rủi, mưu sự khó mà thành. Có thời điểm được sự hỗ trợ từ hai Cát Tinh Thiên Đức và Thái Âm, tâm trí thêm vững vàng, có động lực phấn đấu, bản mệnh vẫn hoàn thành tốt chỉ tiêu đã đề ra. Có điều tuổi Tuất cần chấp nhận đánh đổi bằng mồ hôi, công sức vất vả hơn gấp nhiều lần người khác. Các tháng may mắn của người tuổi Tuất. Tháng Giêng, bán hợp hỏa cục mang quan tinh tới, quan hệ ngoại giao tốt, có quý nhân quyền thế giúp đỡ. Tuy nhiên cạnh tranh rất lớn, phải thật khôn khéo mới có cơ may thăng tiến. Nhân duyên khác giới vượng, được nhiều người theo đuổi, tốt hơn cho nữ mạng. Tháng 2 âm lịch, được lục hợp quý nhân hỗ trợ, công việc thuận lợi hơn, có nhiều biểu hiện xuất sắc, có thể được cân nhắc, đề bạt. Hợp tác làm ăn thuận lợi nhưng tổn hao nhiều công sức cho khâu chuẩn bị. Đào hoa khởi vượng, gia đạo yên ổn, đón tin vui trong nhà. Tháng 4 âm lịch, tinh thần thoải mái, tình duyên khoe sắc, các cặp vợ chồng đón tin vui về con cái. Tháng 5 âm lịch, âm phù dương trợ, lợi cho quá trình phấn đấu thăng tiến trong sự nghiệp. Có quý nhân phù trợ, lợi cho các ngành liên quan đến văn thể mỹ. Tuy nhiên, sự cạnh tranh rất lớn. Tháng 10 âm lịch, giải quyết êm thấm những xung đột, mâu thuẫn trong gia đình. Tình cảm có bước tiến mới. Tuổi Hợi. Người tuổi Hợi cũng sẽ có một năm tương đối suôn sẻ trong chuyện tài lộc, công việc. Bất cứ kế hoạch nào của bạn cũng sẽ sinh lời, đem lại cho bạn cuộc sống vật chất sung túc. Để đạt được hiệu quả vượt trội nhất có thể trong sự nghiệp và tài chính, bạn sẽ cần sử dụng kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác. Hãy nhớ rằng sức mạnh tập thể sẽ đem lại cho bạn nhiều lợi ích hơn là làm việc độc lập. Năm nay có thiên tài và thiên ấn trợ mệnh tốt cho việc thăng tiến lên các chức vụ phó, phụ, trợ lý, hỗ trợ. Đồng thời cũng thúc đẩy nhiều nguồn thu nhập phụ, góp phần cải thiện đáng kể tình hình tài chính trong năm. Các tháng may mắn của người tuổi Hợi. Tháng 1 và 2 âm lịch, ấn tinh xuất hiện mang theo quý nhân quyền thế, mưu sự dễ thành, hợp tác làm ăn thuận lợi. Có điều, đương số tất bật, vất vả cả tháng. Lợi cho các lĩnh vực về kỹ thuật, thiết kế. Tuy nhiên, rất đương số tất bật, vất vả cả tháng. Tháng 3 âm lịch, gia đạo yên ổn, mâu thuẫn lứa đôi sớm được giải quyết, có thể đón tin vui về con cái. Tháng 5 âm lịch, đạt thành tích cao trong sự nghiệp, có thể được đề bạt lên chức vụ mới. Hợp tác thuận lợi, các ngành liên quan đến thủy điện, nhiệt điện, viễn thông thu lời lớn. Nhân duyên khác giới vượng, tốt cho người còn độc thân. Tuy nhiên, cần phải chủ động hơn nữa. Tháng 6 âm lịch, bán hợp mộc cục mang ấn quan tới, quan hệ xã giao hữu hảo, được người quyền thế trợ giúp lợi cho thăng tiến. Có lộc về bất động sản nhưng cầu tài vất vả, đối mặt nhiều khó khăn. Tháng 7 âm lịch, có quý nhân phù trợ kinh doanh đầu tư thu lời nhưng phải chịu sức ép hay sự ràng buộc nào đó. Có quý nhân mai mối, tình cảm tiến triển tốt, gia đạo yên vui, đón hỷ tín. Tháng 12 âm lịch, có cơ hội tăng nguồn thu nhập phụ, nhưng sức cạnh tranh lớn. Sức hút lan tỏa, tình duyên phơi phới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.